Tây Giang là một huyện miền núi cao nằm phía tây tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Tam Kỳ 185 km, có 8 trên 10 xã có đường biên giới với Lào, hơn 95% là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Địa hình hiểm trở, giao thông không thuận lợi, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao, chiếm 64%. Đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân còn rất nhiều thiếu thốn. Trẻ em suy dinh dưỡng chiếm tỷ lệ 47%. Tỷ lệ số trẻ em đến trường trong độ tuổi đi học còn rất thấp. Hệ thống giáo dục còn nhiều bất cập, nhất là các cơ sở vật chất cho trường lớp học. Hầu hết học sinh ở các trường trên địa bàn toàn huyện đều sử dụng nguồn nước tự chảy như sông suối, không đảm bảo vệ sinh và gây bệnh tật nhiều. Nhiều vùng miền ở Việt Nam, nước vẫn là một thứ xa xỉ. Hàng ngày, người dân đang phải sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn cho việc sinh hoạt, bất chấp những rủi ro cho sức khỏe và tương lai của con em mình. Từ năm 2014 cho đến nay, Vietdreams đã tập trung để mang đến sự giúp đỡ đặc biệt cho 13 trường mẫu giáo tiểu học không có điều kiện sử dụng nước sạch tại các xã xa xôi của Tây Giang. Phần lớn các trường đều sử dụng nguồn nước thiên nhiên là sông suối và nước mưa. Trung bình mỗi năm, Việt Nam có khoảng 9.000 người tử vong vì nguồn nước và điều kiện vệ sinh kém. Ở Việt Nam, cứ 3 người thì có 1 người đang sinh hoạt bằng nước không hợp vệ sinh. 750 người Việt Nam tử vong hàng tháng vì thiếu nước sạch. Mỗi ngày có 3 trẻ em Việt Nam tử vong vì những bệnh liên quan tới nước. Việc lắp máy nước sạch sẽ giảm được tỷ lệ học sinh suy dinh dưỡng, dần cải thiện được nhận thức cho người dân trong việc đẩy nhanh xã hội hóa giáo dục, góp phần nâng cao cuộc sống về vật chất cũng như tinh thần. Nước sạch giúp giảm tỷ lệ bệnh tật cho học sinh và đội ngũ giáo viên tại các trường lớp. Công trình nước sạch cũng đem đến nguồn thu nhập, giảm tỷ lệ đói nghèo và giúp trường học giảm các chi phí về việc mua nước uống cho các em. Các hộ dân trong khu vực lân cận có thể lấy nguồn nước sạch để sử dụng, đảm bảo vệ sinh, họ không phải đi nhiều cây số để tìm nguồn nước cho sinh hoạt của gia đình. Tính cho đến nay, Vietdreams đã giúp đỡ lắp đặt trên 95 hệ thống nước uống sạch cho các trường mẫu giáo, tiểu học và các trại mồ côi tại nhiều huyện thuộc miền Trung. Hãy cùng chung tay với Vietdreams mang tới những hệ thống nước sạch để bảo đảm cho đời sống sức khỏe, giúp các em nhỏ có được những điều kiện sống cơ bản nhất để các em có thể tập trung vào việc học, hầu có được một tương lai tốt đẹp hơn.